cực hot, ngày hội trả giá, mua khóa học theo giá bạn muốn. Ưu đãi áp dụng toàn bộ khóa học từ lớp 1 đến lớp 12, khóa luyện thi vào lớp 10, lộ trình luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Đối với mỗi khóa học trên trang, bạn được trả giá tùy thích theo ý bạn muốn. Số lượng khóa học được trả giá không giới hạn. Các bước để trả giá khóa học. Bước 1, xem danh sách khóa học và chọn khóa học bạn muốn trả giá. Bước 2, nhập mức giá bạn muốn trả, chờ hệ thống xét duyệt. Bước 3, tiến hành thanh toán ngay. Ưu đãi áp dụng duy nhất 3 ngày từ ngày 14 đến 16 tháng 8. Tham gia ngay!